Xin chào các bác nhé. Hôm nay em xin giới thiệu các bác một loại, đó là quả táo mèo rừng các bác nhé. Đây là táo mèo rừng Yên Bái các bạn. Thì bên em chuyên cung cấp các đặc sản núi rừng, các đồ ngâm rượu, các loại hoa lá rễ củ quả cây núi rừng. Các bác cần loại nào thì vui lòng liên hệ cho em nhé. Bên em có giao hàng toàn quốc, đến nơi các bác kiểm tra hàng thanh toán thôi. Thì hôm nay em xin giới thiệu cái cách ngâm rượu cái quả táo mèo tươi này các bác nhé. Đây là quả táo mèo tươi. Thì bên em có cung cấp cả táo mèo tươi và táo mèo khô. Các bác cần loại nào thì hoặc các đặc sản núi rừng, các đồ ngâm rượu như ba kích, sâm cau, chuối hột rừng, rồi dâm dương hoắc, rồi trung dung, bọ cạp, tắc kè, cá ngựa, bổ củi, sâm cau, nấm ngọc cẩu, tắc kè, đá, rồi các loại. Các bác cần loại nào thì vui lòng liên hệ cho em nhé. Bên em có giao hàng toàn quốc, đến nơi các bác kiểm tra hàng thanh toán thôi. Thì đây là quả táo mèo rừng các bác nhé. Đây là quả cũng tương đối là chín rồi. Thì cái loại này nó có rất nhiều cách ngâm các bác ạ. Thì hôm nay em xin giới thiệu cái tác dụng và cái cách ngâm rượu cái quả táo mèo này. Thì hôm nay em xin hướng dẫn các bác cách ngâm ngâm rượu ủ đường các bác nhé. Là cái cách mà em thấy là ngon nhất. Còn ví dụ như là có nhiều người thì cứ thế này thái ra rồi cho vào ngâm được, có người thì ngâm cả quả. Đấy, còn em thì em ngâm theo nhiều kiểu, và thì em đúc kết lại thì cái cách ngâm đường các bác, ủ đường khoảng 7 ngày đến 10 ngày, sau đó là mình ngâm ngâm rượu, đổ rượu vào ngâm thì là ngon nhất các bạn. Nói chung là đấy là theo cái cách của em thôi. Còn ví dụ như nhiều người họ lại thấy là uống cái kiểu mà cứ thái ra rồi đổ rượu vào ngâm, thì mỗi người có một ý, nhưng mà theo em thì cũng nhiều người rất thích cái cách ngâm đường này. Thì trước tiên thì chúng ta sẽ phải rửa sạch táo các bạn. Quả táo khi rửa sạch xong em xịt qua vòi rửa xe máy. Đấy, nó cảm giác nó hơi thơm thơm vào như này. Đấy, nó xịt sạch quá, xịt áp cao quá thì nó lại tóe ra, nó càng thơm hơn. Em vịt vịt vừa phải thôi. Thì bây giờ chúng ta thái ra thôi, thái rồi rồi em sẽ hướng dẫn các bác cách ngâm. Thì trước khi hướng dẫn cách ngâm thì em xin giới thiệu cái tác dụng của cái táo mèo này. Táo mèo thì có tác dụng là làm đẹp da này, giúp xe khít lỗ chân lông này, giảm nhờn này, tăng cường chức năng hệ miễn dịch này, tăng sức đề kháng này, an thần này, giảm căng thẳng mệt mỏi này, giúp ăn ngon ngủ khỏe này, điều trị rối loạn tiêu hóa này, và giúp kháng khuẩn này, tăng cường sức khỏe tim mạch này, phòng ngừa đau thắt ngực này, và giúp ngừa nhồi máu cơ tim, hỗ trợ bình ổn nhịp tim và các biến chứng về tim, và tác dụng hạ huyết áp, tốt cho các bệnh về gan, giải độc gan, hạ mỡ máu, gan nhiễm mỡ, tốt cho người viêm cầu thận, béo phì và hậu sản, ức chế khuẩn E. coli và bạch hầu, thương hàn. Cái này thì nó cũng rất nhiều tác dụng các bác nhé. Đấy, các bác ngâm rượu hoặc là có thể là mình nấu nước uống. Nấu nước uống thì bên em có cả hàng khô, các bác nấu nước uống thì tiện hơn. Còn mình có thể là ngâm đường nữa các bác, ngâm đường thì sau đó là mình lấy nước ấy mình uống thôi, pha với là làm như một loại nước giải khát thôi. Thì bây giờ em sẽ đi thái, hướng dẫn các bác cách thái cái quả táo mèo này làm sao cho nó đúng cách nhé các bác nhé. Thì các bác cứ thái quả táo mèo ra thôi, cắt theo miếng như này các bác nhé. Mình sẽ cắt theo miếng, bổ theo miếng như này. Đấy, các bác thái càng mỏng càng tốt. Đấy, thái vát như này các bác nhé. Đấy, mình cứ thái như này thôi. Đây là cái hạt của nó các bác. Đấy, thì có một số người thì sẽ ngâm cái này các ra các bạn, ngâm cái này với cả nước muối loãng các bác nhé, để cho nó bớt cái vị chát. Đấy là táo mèo xanh thôi, còn táo mèo này thì nó chín rồi các bạn.
Mình cũng không nhất thiết phải ngâm, còn nếu các bác thích ngâm cũng được, nhưng mà em thì em không ngâm các bác nhé. Nhiều người sẽ thái ra sau đó là ngâm nước muối loãng, sau đó là mình lại tráng qua rượu, sau đó mới ngâm, à sau đó mới tráng qua rượu, sau đó mới ủ đường các bác nhé. Còn em thì em sẽ thái như này, tại vì là táo nó chín rồi, mình cũng nó không bị chát các bạn, nó cũng có độ chát nhưng mà độ chát nó không cao ấy, thì mình cứ thái như này thôi, thái miếng như này các bác nhé. Các bác thái càng mỏng càng tốt, nếu mà các bác muốn nhanh uống ấy, em hướng dẫn các bác, nếu mà các bác muốn ngâm rượu mà để nhanh uống được ấy, thì các bác cứ chặt vằm nhỏ ra. Đấy, sau đó là mình ủ đường thì cứ khoảng 5 5 cân táo thì mình cho khoảng tầm 8 lạng đường đến 1 cân đường các bác nhé. 1 cân đường thì cho khoảng tầm 5 đến 6 cân đến 7 cân táo các bác nhé, tùy theo 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 cái độ ngọt của mỗi người thích hay không. Còn nếu các bác ví dụ như mai sau các bác ngâm mà mình ngâm sau khoảng ủ đường khoảng 7 ngày các bác không muốn ngọt quá thì các bác có thể gạn cái nước đường ra nhé, gạn cái nước ấy, sau đó là mình lấy cái nước này mình pha nước uống, còn cái táo mèo thì cứ thế mình đổ rượu và mình ngâm thôi. Đấy, em sẽ thái như này, xong em thái đây, sau khi thái ra các bạn, thì nếu mà thái ra các bác không ngâm nước muối thì loãng thì nó sẽ bị thâm như này các bác nhé. Đấy, cái nó chát là cái vỏ và cái hạt này của các bác này. Đấy. Nếu các bác muốn bớt cái độ chát đi thì mình có thể là ngâm nước muối loãng các bác nhé, để nó tiết nhựa ra thì nó sẽ bớt chát hơn. Đấy, thì bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác ngâm này. Các bác trước tiên là các bác cứ cho vào táo mèo vào trong trong nọ này, trong bình, các bác nhớ là chú ý là ngâm bình thủy tinh các bác nhé. Cứ một lớp táo là các bác đổ một lớp đường ra, các bác rải rải đều đều ra, xong tí là mình lại lắc lên rồi. Đấy. Xong các bác lại bốc vào. Đây em chỉ làm theo cho các bác để các bác làm cho nó dễ thôi. Em ngâm bình to. Sau đó các bác đổ đường vào các bác nhé. Các bác chú ý là mình không nên cho ít, quá ít đường nhé. Quá ít đường thì nó sẽ bị lên men và chua. Đấy, sau đó là các bác đậy nắp vào. Xong các bác lắc lên các bác nhé. Lắc lên. Lắc lên làm sao cho đường nó đều các bạn. Đấy, đường đều. Đấy, sau đó là mình như này mình để này, các bác lắc đều đường, sau đó là mình để như này các bác nhé. Khoảng tầm 7 đến 10 ngày. Sau nó là các bác đổ rượu ngâm thôi thì nó sẽ được một bình rượu rất là ngon. Khi đấy thì cái táo nó sẽ lên men và nó rất là thơm các bạn. Mà ngâm cách này thì rất là nhanh uống các bác nhé. Nếu các bác muốn nhanh nữa thì các bác chặt vằm dừa cho các bạn. Mà các bác nếu mà để mà ngon thì mình phải ngâm rượu khoảng 40 độ trở lên các bạn, thì nó nhanh ra chất mà rất là nhanh uống và nó ngon hơn. Còn các bác chú ý là không được ngâm rượu quá nhẹ nhé. Rượu ví dụ như 30 độ hoặc là 30 độ thì nó sẽ có khả năng là bị lên men và chua hỏng bình rượu. Cái chú ý ấy, các bác là phải cho đường tương đối, chứ nếu mà ít đường quá là cũng bị hỏng các bác nhé. Các bác cần táo mèo khô, táo mèo tươi và các đặc sản núi rừng, các đồ ngâm rượu thì
Có thể là nhà gọi trực tiếp hoặc nhắn tin Zalo cho em nhé. Hoặc là cần tư vấn cái gì thì cứ Zalo cho em. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nhé. Chúc các bác có bình rượu ngon. Xin chào tạm biệt các bác.